Kiến Dần, Kiến Mão Thìn này, tháng 3 này, 1, 2, 3, 4, 5, tháng 3 này, 4, 5, 6, 7, tháng 3, tháng 7. Đấy, tháng 3, tháng 7 và tháng 8. Đấy là những tháng mà em làm ăn được thì được cái chư vị đây là độ chỉ. Nghe. Cái này giờ xây gọn gàng rồi thì không những là riêng cái người mà phát tâm xây này có lộc mà bà con nơi đây cũng yên ổn. Tức là phụng thờ người ta hương nhang ấm cúng là thì quanh đây là được hưởng lộc, bà con nhân dân cũng được hưởng lộc từ cái chư vị ở đây. Chỗ này rất đẹp nhé, chịu khó hương nhang. Bao nhà này xây gọn ra để cái cổng này mai chết ra cái chéo này, cái này nó vào cái khoái sát vào giữa cái cổng vào đây này. Cái này có từ lâu chưa? Không. Tức là phải từ trong kia ra sao? Tôi cái này tôi nhớ bé tôi đã thấy có ở đây. Mười mấy tuổi xuống đã thấy ở đây. Cái ngôi miếu này là trước đây là thời kỳ, tức là cách đây khoảng vài chục năm, là dân những người xung quanh này khá lo sợ, lo lắng, sợ hãi. Trước ở đây nó còn có cái cây quén lịch nó em. Đây này, và ôn hoàng quẻ hoán sợ hãi lo lắng, tức là người dân quanh đây ít ai đến được. Nhưng mà em xây lại cái này mới lâu chưa? Mới đầu năm ngoái xây tất cả chỉ to ra chứ đôi hướng các thứ là để nguyên đế dưới để nguyên không đồng đấy. Mấy đầu năm mùng hai Năm tháng hai năm nay có lộc rồi. mùng 2 tháng 2 Năm năm nay có lộc rồi. Đây, các vị đây cho lộc rồi. thì em đi xem là cái ông này có tiền này. Năm nay có lộc, nhưng năm nay mới được này. Năm nay là vị đây cho em lộc này. Thật ra cái việc về về quế âm ấy, khi chúng ta biết rất dễ. Đấy, nói để cái người trần chúng ta dù có thế nào chăng nữa mà khi được người nào đó hỗ trợ giúp đỡ thì nhà ta đều có lòng biết ơn. Chưa nói là các vị chính thần thì họ còn hiểu, các vị nhân thần đây, nhân thần là các vị còn hiểu về cái phần âm phần nữa cơ. Đấy, cho nên là đặc biệt là các cái việc liên quan đến làm đình, làm đền hay là những cái miếu đấy, là khi mà chúng ta đã phát tâm chúng ta làm, chúng ta cứ làm cho nó trọn đến nơi đến chốn nhé, thì chúng ta khắc được hưởng cái phúc báo. Năm nay em được hưởng lộc từ chư vị ở đây nhé, lăng hương nhang này làm rất y là sạch sẽ, khuôn viên rất đẹp đẽ. Cái hướng này thì nó ở giữa cung Ôn Hoàng và Phúc Đức, Lệch sang này tức tí đúng là khi mà cái hai cung này nó không phải là lệch sang một tí. Tức em mình dung nhé, khi mà chúng ta xây không xem xét gì mà làm nó như này, nó liên quan đến gì, nó liên quan đến cái tự nhiên, được chưa, thì tức là nó chênh lệch nhau ở hai vận khí nha, ở hai cái vận khí này. Cho nên cái này thì nó liên quan đến đức, cái này thì người ta đánh giá không xem đây vì một bên Phúc Đức của bên Ôn Hoàn thì nó liên quan đến đức mà. Đấy, cho nên là khi mà làm phát nguyện mình làm cái này mà thành tâm thì mình khắc được hưởng lộc đấy. Mà đặc biệt là năm nay ứng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, năm Thìn. Đúng năm nay luôn. Những năm nào thì ứng là Đây, năm Thìn là 1, năm Dậu là 2. Tức là 24, 25, 26, 27, 28, 29, các cái tháng đây. Dần này, Kiến Dần, Kiến Mão Thìn này, tháng 3 này, 1, 2, 3, 4, 5, tháng 3 này, 4, 5, 6, 7, tháng 3, tháng 7. Đấy, tháng 3, tháng 7 và tháng 8. Đấy là những tháng mà em làm ăn được thì được cái chư vị đây độ chỉ. Nha. Cái này giờ xây gọn gàng rồi thì không những là riêng cái người mà phát tâm xây này có lộc mà bà con nơi đây cũng yên ổn. Tức là phụng thờ người ta hương nhang ấm cúng là thì quanh đây là được hưởng lộc, bà con nhân dân cũng được hưởng lộc từ cái chư vị ở đây. Chỗ này rất đẹp nhé.
chịu khó hương nhang. Cái ngôi nhà này từ năm ngoái trở về trước là có khá nhiều chuyện. Nhưng mà từ năm nay trở đi thì tốt về nhà hướng Nam, năm nay được vận. Cái nhà này thì em cứ để đi, đừng có sửa chữa gì. Cái cổng nó có ảnh hưởng là... Cái cổng thì nó đi vào phương vị... Cái cổng này đang đi vào phương vị ngũ quỷ. Vâng, chào các bác nhé. Đang đi vào phương vị ngũ quỷ. Nhưng mà cũng không có lối nào đi khác à? Còn lối nào thì nữa. Không còn lối nào nữa hết. Cùng Đông Bắc. Bắc tính rồi phải chuyển hướng nhà thì mới cổng mức. Thì đến bao giờ có gì gì được chả còn cách nào. Nhưng nhà nó đang có vận khí là sao chuyển làm gì? 20 năm nó vận khí nó tốt rồi, đã hưu tù đến 40 năm rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó mới quay lại vượng khí lại thì lại chỉnh sửa thì còn làm ăn cái gì? Cứ để nguyên này đi. Sửa bên trong cũng được rồi. Đây này, ngôi mộ có à, cái ngôi nhà này có dương khí này. Nhưng mà những người mà ngủ trong ngôi nhà này đấy, khó ngủ. Đúng rồi, tôi cảm thấy rất là nhiều. Đúng không? Rất khó ngủ. Mà bà có hay mơ mộng gì, hay ác mộng gì? Đây. Đây, nơi này là nơi rất nhiều tụ khí âm rất nhiều này. Đây. Ai ở cái phòng này? Bà, trước vợ chồng em ở, nhưng giờ ở đây thì bà ở. À, em xem khí âm như một cái mộ luôn. Chỗ này là tụ khí âm rất nhiều luôn này. Ở dưới đây em sợ cũng có mộ. Trước đây khu này là khu đống mà. Đây vào đây rất nhiều như một cái mộ luôn, khí âm này nhiều chưa? Ngày xưa em, vợ chồng em ở đây này, trong đầu em chỉ tính đi thôi. Chỉ tính đi, chuyển đi chỗ khác ở chứ không bao giờ tính ở đây đâu. Bây giờ như thế này nhé. Cái phòng này thứ nhất là phải mở cửa ra cho nó thoáng. Hai cái này phải đặt một cái lồi vớt bão ở dưới gầm giường này. Bà còn chỗ nào ngủ khác không? Còn đây lại còn một phòng. Đây phòng của phòng bên ông đây. Đây còn một phòng đấy thì. Đây cũng thế này. Nhà có rất nhiều âm khí. Này. Rất nhiều âm khí luôn. Hai phòng đều như vậy. Nhưng mà cái phòng bên đây còn xử lý được, cái phòng trong này khó xử lý này. Phòng đấy không có người. Không có người. Không có người ở là chỉ thỉnh thoảng làm về thôi. Làm về thì ngủ cái tết tiếc này về đây. Thế là nhà đây toàn đóng cửa à? Vâng, toàn đóng cửa thôi. Đóng cửa thôi. Lúc nào cái công có cửa cửa cổ các bạn thì mới về. Thế thì chứa nhiều âm khí. Trên nhà thì ở trên đường thanh niên đấy. Cái nhà của em cái gì? Vâng. Thì còn bà thôi. Ô đi. Bà cũng vẫn ở cùng với vợ chồng nữa. Đây nhá. Hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho mọi người về cái quy cách mình thờ thế nào để cho một cái ban thờ gia tiên chúng ta, thứ nhất là chuẩn phong thủy, thứ hai nữa là con cháu đắc lộc đắc tài. Nhà mình thờ này là chưa được. Đấy, vì thứ nhất là nhà mình có mỗi bát hương à. Đấy, mà trong đó là nơi đây còn thờ ông bà tổ tiên. Trong cái nét văn hóa thờ tự của Bắc Bộ chúng ta đấy là thờ theo lối mật tông, thì chúng ta phải có ba bát hương nha. Ở giữa là công đồng Phật Thánh, bên đây là công đồng gia tiên và bà tổ cô bên này.
nha. Hai nữa là lễ nghi chúng ta phải sắp ở ngoài, bát hương này là chống bọ sơn nha, tức là bát hương phải để sát vào tường. Đấy, xong đó là đến lẽ ra ở trong là lư hương này, lư hương xong đến bát hương này, xong lễ ở ngoài. Nhưng mình không có lư hương thì mình sẽ để sát cái bát hương chúng ta lên kia đây này. Ở trong chúng ta có cái tam sơn, để cái bát hương lên trên cái tam sơn luôn. Cái này nhà mình còn thiếu hai cái bát hương nữa nha. Thiếu hai cái bát hương nữa, bát hương công đồng gia tiên và bà tổ cô nữa nha. Đấy này là con cháu bất an lắm, ảnh hưởng cả tài chính kinh tế lúc lên lúc xuống nha. Cần rất cẩn thận nhé. Đấy, thế còn lễ nghi chúng ta sắp ngoài được rồi. Đấy, ban thờ để sạch sẽ tốt cái này nhé, thì như này. Cái đầu tiên ấy thì nếu mà chúng ta không ở nhé, hoặc là ít ở, tức là nhà hay đóng cửa, thì em mua cái đài tụng, tụng kinh A Di Đà hoặc là kinh kinh Địa Tạng, mở nhỏ nhỏ thôi, du dương mở suốt ngày suốt đêm, hóng thanh. Đấy, cái thứ nhất là chúng ta sẽ làm thế để tất cả các vong hồn các cụ ở đây ấy được yên và cũng năng về hương nhang nhé. Hàng tháng tuần rằm mùng 1 nhá, vẫn về hương nhang. Cái này lưu ý là thầy nói này, cái vận khí này mà các em không thờ tự tốt ấy là ảnh hưởng em rất nhiều. Nhưng mà vận khí này thờ tốt, cái nhà nó đang được vận khí trong vận 9, nhà nó đắc tài lộc luôn, chịu khó về được hương nhang. Mà năm cái nhà này trong cái vận 9 còn sinh ra con cháu giỏi nữa cơ, văn dương, tức là học hành rất là tốt. Đây, cung quý nhân. Cái cung này. Đây, tài lộc. Cái cung này cung rất đẹp luôn này. Cái này thì em treo cho thầy 8 cái đồng tiền bát tiên vào đây. Duy nhất 8 đồng tiền đó thôi. Để kích hoạt cái phương vị lên thôi nha. Duy nhất 8 đồng tiền bát tiên treo đấy thôi. Còn không cần treo thì mình mở cái kinh Địa Tạng đây, Địa Tạng hoặc kinh A Di Đà nha. Thì cái nơi này cứ tụng nhiều là tất cả các âm khí đây tự nhiên tiêu tán hết nha. Còn cháu hưởng phước. Chứ ngôi nhà này em cũng không nên động, động chạm. Ngôi nhà động chạm là ảnh hưởng đến nhiều người, các con các cháu hướng nam và ảnh hưởng đến nữ nhiều trong gia đình này. Bàn thờ cũng để chỗ này thôi, hỏa khí rất tốt. Cung nhị áp sát, ông đang đặt cái diện cung nhị áp sát. Thưa ông thì bốc hót xong thì mới được chuyển lên. Thì thực ra là cái vong hồn chính hồn của người mới mất ấy chỉ một năm thôi, thờ một năm người ta xác định vào bát hương công đồng gia tiên rồi, chứ không phải thờ đến ông mấy năm rồi. Ở đây 5 năm rưỡi rồi. Đang bảo ở đây thì lại cứ đến nhiều bóc nhà cũng bốc hót xong mới đưa được lên đi các cụ. Không, thế cốt vị đưa lên được rồi. Thôi được, nhưng mà đến năm nay đến kỳ xong nó cho ông lên đây, chứ ông đang ngồi ở chỗ phương vị nhị hắc sát. Đây là nhị hắc sát. Nếu mà cho lên luôn thì là lên luôn. Thôi để đến để hôm nào sang cát cho ông, đã để đến bây giờ thì để hôm nào sang cát cho ông đi. Thế nhưng mà thầy nay mai bố em thì ông bà để hai bên này thì đây 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 này, đây là bát hương công đồng Phật Thánh nhá. Đây này, để bên đây, ông để cao lên, đúng rồi, bà bên đây, bà đây, đúng rồi này. Đây này, Thanh Long này, con trai này, Hồ Sơn là phụ nữ này, ông để đưa ảnh ông cao lên, xong ông xong là đưa bố em xuống dưới đây nè. Đây là bát hương này, trong nó có cốt Phật này và các chư vị Phúc Đức Chính Thần này, chính thần thổ công này, thổ điện này. Bên đây là tất cả gia tiên chúng ta ngồi này, các cụ công các bà này. Bên đây là bà tổ cô này. Đấy, nằm đây. Đúng rồi, nâng ảnh ông cao đấy. Ảnh ông treo cao đấy. Không, ở giữa thành hoàng bàn cảnh không được treo ảnh các cụ mình ở giữa. Giữa là thành hoàng bàn cảnh nha. Vật tường cao nên hơn thôi. Đưa ảnh ông sang kia, nâng lên. Mang thầy ngồi uống nước. Quả này có cái dương khí tốt.
Đây này, ra ngoài này, chỗ này dương khí tốt này. Rồi, rất nhiều dương khí này. Đấy, có người chỉ em mà nước xây nhà rồi đặt nó mà cái này dương khí tốt cả. Đây này. Dương khí rất tốt luôn này. Đây rồi. Cái cây này có tà này. Cây này có tà này. Có vong ngự đây. Ra đây là hoàn toàn dương khí hết. Có vong ngự. Đốn rồi đi thôi. Chặt cây cái này thì phải vào ngày phạt mộc cơ. Chứ còn cái này phạt mộc xong bắt đầu mình phải có lễ, mình xin họ cho họ di rời thì mình đã chặt. Này, chứ năm khi chặt là ảnh hưởng đấy. Những cái cây này nó lâu năm này. Có này cũng được chục năm thôi, mới trồng. Đây này, chỗ này dương khí rất tốt luôn này. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1981. 81 cùng khám, đúng rồi. Em cái này em quen đi hướng Bắc phục vị. Em cái này em làm, nếu em làm chỗ này em Đông Nam rồi này. Hướng Bắc à? Đông Nam em sinh khí, tức là nếu mà em làm cái nhà chỗ này em quay được bốn hướng luôn. Tứ hợp viên luôn. Bốn hướng, tức là ngôi nhà bất bại, không bao giờ thất bại. À, xây một cái nhà ở chỗ này đi. Thế còn nhà kia thì sao? Từ đấy em định sang năm nếu mà có tiền thì em xây đấy, xây lại. Thì em nhập thầy vẽ quy hoạch mới xây. Đây nha, hướng Bắc này, hướng Nam này, Đông ở Đông Nam này. Em có bốn hướng tốt luôn. Tức là ngôi nhà mà có bốn hướng tốt đại cát là ngôi nhà bất bại, tức là ngôi nhà không bao giờ thất bại. Vâng. Tam viên cường thịnh, một ngôi nhà có ba cái cửa tốt. À, đã là thịnh, ví dụ nha, Đông Nam em được sinh khí, phía Nam Phúc Đức nha, tuổi thọ này, sinh khí làm ăn tốt này, phía Đông này thiên y này, khỏe mạnh bình an này, phía Bắc phục vị, hướng lên phía Bắc. Đây là bây nhà trung tâm vào đúng chỗ này này, dương khí này rất nhiều luôn ở ngoài này. Mà cái chỗ đất này của em là đất sạch. Điều cái gì? Em nghĩ là cái giải khí là cái nguyên cái giải dọc này thẳng vào đến trong buồng ấy. Không, cái này có thể nó báo chỗ nào có âm khí còn nó báo rồi mà. Ao là mình đào lên chứ trước nó là ruộng. Ao là đào lên đóng gạch. Mình đào lên để lấy đất đóng thì gạch. Thì thầy mới bảo chỗ đất này là chỗ đất sạch mà. Khu ngoài này là đất sạch, đất sạch trong nhà đâu mà làm bạn. Thì mình có làm nhà đấy trong đây đâu. Thầy bảo em làm chỗ này cơ mà, thầy có bảo em làm ở trong nhà kia đâu. Thầy bảo làm chỗ này cơ mà. Vì lúc vừa thầy đo từ trong đây ra đây là nó có dương khí. Làm ở đây mà. Thầy bảo đang bảo nếu mà làm cái nhà này mà thầy bảo cái nhà kia đang được thịnh vượng thì cái nhà kia có được dỡ bỏ hay là cứ để như thế? Thì nếu bây giờ mình làm nhà ra đây thì mình phá cái bên kia ra, chứ còn trường hợp mình không làm thì mình cứ để nguyên như thế thôi. Chứ mình làm ra đây mới mình phải phá cho đấy ra. Nhá. Làm chỗ này tốt hơn. Em làm chỗ này em thì làm năm nào thì được. Năm đấy. Hướng là phải theo năm. Tính ra là ruộng là chỉ ở chỗ rìa này, ruộng của ông Yến là chỉ có mấy thước ở chỗ rìa này, chứ còn trước nó là cái ao vẫn ở đây đến đoạn này mới. Ao là bố mẹ đào lên để đóng gạch chứ trước là ruộng mà. À vâng, thì nơi mình đào lên để đóng gạch. Đóng gạch. Lần đầu tiên là nó vẫn là ruộng. Đóng gạch thì mới thành ao. Xong lại năm nay là năm tốn. Nếu mà đây nhá, năm 2023 đấy là năm tốn. 2024 là năm chấn, 2025 nó là cung khôn. 25, 26, 27, 28. Nếu mà không làm năm nay phải đến tận 2028 thì em mới làm được cái nhà này. 28 được, 28 năm nay không, là mới có kinh tế chứ. Không phải đến tận 2028 thôi. Năm nay thì hơi yếu. Đấy, thì mới được, không thì đến 2028 nhá. À, nó thuộc cung khám thủy. Nhưng mà thế thì nó lại tuổi mình. Thì mình mượn tuổi khác thôi. Đấy. Nhưng mượn tuổi nào được? Thế đến lúc đấy thì cái năm đó chỗ này nó có dương khí này thì đặt bàn thờ hay là cái gì ở đây?
Cái này thì đến lúc mình, tức là cái nơi đây là trung tâm em làm nhà, làm ngôi nhà em. Thế còn nay mai mình khi mình thiết kế thì mình sẽ bố trí phòng thờ chỗ nào, bếp chỗ nào, rồi mọi thứ. Thì cái chỗ có dương khí này thì đặt bàn thờ thì tốt rồi. Tất cả cái khu này của em đều có dương khí hết. Dạ. À. Thì đến lúc mình lên cái hồ sơ thiết kế thì sẽ thiết kế phòng ốc như thế nào. Đấy, phòng ngủ ở đâu, phòng thờ ở đâu, nhà bếp ở đâu. À. Em, chỗ này em làm chỗ này tốt á. Em muốn xây nhà dưới đất này, bỏ 40 quanh. Thế đây bây giờ cái này của em phải làm như này, để em tứ hợp viên em phải có bốn hướng, em mở cửa bốn hướng. Đất rộng này. Bây giờ xác định ở đây là nay mai chỉ làm một cái nhà chứ làm nhiều làm gì? Hơn 800 mét. Hơn 800 mét. Nếu mà làm cái này thì cái cổng em đi cổng kia là cũng là hợp rồi đấy. Không, mình chế cái nhà mình. Cái cổng mình này đi nó kia vào nó. Đúng rồi. Cứ để cổng như thế là được. Đúng rồi, mình chỉ chỉnh sửa lại cái phương hướng thôi. Đấy. Chứ cái nhà này chỉ có một lối đi vào thôi. Bây giờ mình xoay cái nhà của mình ở trong nhà này để chế cái cổng như thôi. Rồi thì mình đặt một số những cái linh vật dưới cổng, nó hóa giải đi thôi. Không, bây giờ em có thể đặt được đặt 12 đồng địa liền, đặt đào đặt dưới cổng đấy, nó tự hết. Điền liền. Vâng, cái đấy để em thầy cho em cái đồng.